5 phút ghi 2 bàn, U22 Thái Lan quần nát mảnh lưới U22 Lào, với việc đã chắc chắn bị loại. U22 Lào bước vào trận đấu với U22 Thái Lan với mục tiêu duy nhất là thể hiện mình trước khi nói lời chia tay Campuchia. Song, khi mà họ còn chưa kịp thể hiện mình thì U22 Thái Lan đã dội cho họ 2 gáo nước lạnh liên tiếp phút thứ 3, từ đường phất bóng dài của đồng đội. Yotsakon tận dụng sự thiếu ăn ý nơi hàng thủ U22 Lào để mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu khi mà bàn thua sớm còn chưa kịp. Nguội thì bàn thua thứ 2 lại nóng hôi hổi nằm trong mảnh lưới U22 Lào. Từ quả ném biên bên cánh trái, Teerasak đập nhà ăn ý với đồng đội trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành cọp nâng tỷ số lên thành 2-0 ở phút thứ 5. Dính 2 bàn thua quá nhanh, U22 Lào vẫn không từ bỏ quyết tâm của mình. Để rồi họ lại thủng lưới thêm 2 bàn nữa ở những phút 40 và 52, dẫn trước 4 bàn, U22 Thái Lan chủ động chơi chậm đến cuối trận bất ngờ đã đến khi U22 Lào được hưởng phạt đền. Angot là người thực hiện thành công để giúp U22 Lào có bàn thắng thứ 2 tại giải đấu năm nay.